Kính thưa quý vị, chúng ta đã có cuộc họp báo của Tổng thống Donald Trump. Chúng ta cũng đã có cuộc họp báo của ông Vice Tổng thống, Phó Tổng thống và cơ quan CDC của Hoa Kỳ. Và sáng nay lại có thêm một cuộc họp báo của cái giới y tế của tiểu bang California cho biết thêm rằng ở Hoa Kỳ chúng ta vừa có thêm 3 ca bệnh ngay tiểu bang của chúng ta. Một ở miền Bắc San Francisco, một ở Los Angeles và một ở dưới San Diego. Đấy là chưa nói đến một trong trường hợp của Orange County. Thế thì cái sự kiện ở bên San Francisco, chính ông thống đốc Gavin Newsom sáng nay cũng đã từng tuyên bố với báo chí rằng chúng ta cần phải rất cẩn thận cô lập những cái vùng mà có người Á Châu đông để mà chúng ta có những cái sự lây lan. Họ đi Á Châu, họ ăn Tết, người Việt Nam đi về Việt Nam thì Việt Nam lại là nơi rất nhiều vi trùng của tàu cộng. Là vì Cộng sản Việt Nam mở cửa biên giới tự do đón tàu cộng vào Đà Nẵng, đón tàu cộng vào Cam Ranh, đón tàu cộng vào Bắc Việt. Thành thử ra cái con số tàu đến Việt Nam nó hàng triệu người và cái bệnh lây lan quá nhiều. Nhưng mà Cộng sản theo lệnh của tàu cộng không có tuyên bố. Và là còn nói tuyên bố ngược lại là Cộng sản Việt Nam là một chữ đỉnh cao trí tuệ, chữa được hết bệnh, không có một người nào bị. Thế thì chúng ta cứ tin vào cái thống kê đó đi. Nhưng mà đối với Mỹ thì lại khác. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tổng thống Mỹ nói rằng chúng ta phải rất cẩn thận giúp đỡ nhau. Nếu những người nào có bệnh thấy khác, chẳng hạn như bây giờ cảm này, sổ mũi này, nhảy mũi này, chảy nước mũi này, nên đi khám bệnh liền. Và để cho nhà thương của Hoa Kỳ người ta testing, người ta thử chúng ta xem có cái vi trùng tàu cộng hay không. Gọi là Chinese Communist Virus. Cái đó là cái tên dễ nhớ nhất. Chứ còn Corona hay là Covid-19 mất gì giờ. Cho nên chúng ta nên bảo nhau. San Francisco, quý vị nhớ cách bản tin ngày hôm qua tôi đã nói rằng bà Pelosi đã phải bỏ thủ đô Washington đốn để về mà đóng kịch. Tức là đi vào khu chợ tàu và khen nói rằng chúng ta không có bệnh gì hết. Điều đó chứng tỏ là rất nhiều người bị bệnh và rất nhiều người ta bỏ khu chợ tàu ở San Francisco. Và bây giờ không những ở San Francisco mà tất cứ nơi nào mà khu của người tàu là vắng như chùa Bà Đanh. Chúng ta không có chống người tàu, quý vị nhớ câu đó nhé. Nhưng mà chúng ta phải lo thương thân mình. Không những người chợ tàu mà tất cả những cái chợ người Á Đông của người Việt Nam cũng vậy. Chúng ta không biết ai là người có bệnh. Bởi vì cái bệnh quỷ này nó giống như Cộng sản. Nó lẫn vào con người, nó nằm yên, rồi nó chờ đến 30, 28 ngày, 31 khi mà mình yếu, mình nhảy mũi, mình sổ mũi, nó mới quật. Mà đã quật là chết. Ở Hoa Kỳ cho đến bây giờ thì chưa có người chết, nhưng không có nghĩa là sẽ không có người chết. Bởi vì có nhiều trường hợp người chịu không nổi, cái sức đề kháng yếu, nó bị quật. Thì tốt hơn chúng ta nên, từ nay cho đến tháng 5, quý vị nên ăn mì gói. Hoặc là mua gạo về nhà nấu cơm rồi ăn với nước mắm. Nó yên thân hơn là đến chợ, đến nhà hàng, la cà. Để rồi chúng ta bị bệnh đem về lây cho vợ, lây cho chồng, lây cho con. Khổ nạn lắm. Cái vi khuẩn tàu cộng này nó rất là láo cá, láo tôm. Nó lọt vào người mà nó nằm yên. Nó không hoạt động. Y như là cái thứ Cộng sản nằm vùng. Nó lâu lâu viết dầu loang. Nó gặm nhấm cái tinh thần của người quốc gia. Lâu lâu nó lòi ra một tên chống này chống nọ rồi để chia rẽ. Đấy, thì cái loại virus của tàu cộng nó y như thế. Cho nên bây giờ cả nước Mỹ cũng vẫn chưa hiểu là cái khu nào là nó tạo ra cái vi trùng này. Mà có nhiều người mới bị mà chúng tôi vừa thưa đó. Họ chưa đi về Việt Nam, họ cũng chưa đi bên tàu. Thế thì họ lây làm sao? Tức là chứng tỏ họ gặp những cái người ở bên Việt Nam về. Họ gặp những cái người ở bên tàu về mà những người đó bị lây bệnh mà không biết, chưa đến ngày nó vật. Vì thế cho nên tàu cộng đến bây giờ người ta không thể nào tiêu diệt được, vì người ta không biết cái nguồn gốc của nó ở đâu. Nói tóm lại, Tổng thống Donald Trump nói một câu rằng don't panic, chúng ta không cần phải luống cuống, phải hoảng hốt làm gì. Nhưng mà chúng ta nên cẩn thận để chúng ta có thể giữ được an toàn cho mình, cho gia đình, cho bạn bè. Tốt hơn không nên chỗ những chỗ đông người
mà chúng ta không quen biết thì chúng ta sẽ rất dễ bị lây bệnh. Bởi vì lần đầu tiên cái loại vi trùng độc này nó ác lắm, nó lây từ người qua người, không khí, đến nỗi mà quý vị nghe tin nhiều lần, cái quả đấm mở cửa ra vi trùng nó cũng nằm được. Và nếu nó nằm đấy không phải một hai ngày, lên đến hàng chục ngày, lên đến vài chục ngày. Đồng tiền mà có virus cũng bị cái người mà bệnh cầm đó và đồng tiền cũng bị lây. Cho nên chúng ta rất khổ sở, nên bảo nhau, nhắc nhở nhau không nên đến những cái chỗ đông người. Rồi chúng ta lại có câu chuyện nữa. Nước tàu bây giờ mạt đến cái độ mà các công ty tàu bay ế không ai đi. Chúng tôi mới nhận được nguồn tin nói rằng cái công ty hàng không của tàu bây giờ đua nhau hạ giá. Chẳng hạn như công ty nó gọi là Chinese Airlines Eastern, giá vé đi từ Thượng Hải về đến Chongqing xa 700 mile, tức là 1.000 cây số, giá chỉ có 4 đô la. Nếu tính theo tiền tàu là chưa đầy 30 tiền yuan, tức là tiền nhân dân tệ. Cho nên đổi ra đô la là được 4 đô la 10. Tàu bay ế bây giờ không may đi đến công ty hàng không phải treo giá chơi, lấy tiền xăng thôi. Trước kia trung bình 50, 100 yuan thì bây giờ bán đặc biệt có 4 đô la, tức là 29 yuan. Rồi công ty, rồi cái tờ báo tàu cộng là South China Morning Post, nó cho biết là từ Thượng Hải, Shanghai về đến thành phố Harbin dài xa 994 mai mà giá chỉ có 69 yuan, tương đương là 9 đô la 80. Quý vị thấy không? Kinh tế bây giờ nó suy sụp đến như thế đó. Và một công ty nữa, đó là công ty Shenzhen, thì cũng đi từ Shenzhen về Chongqing xa 621 mai mà chỉ có 8 đô la, tức là vào khoảng độ chưa đầy 100 yuan, tức là nó xa gấp đôi từ đây lên San Francisco mà chỉ có 8 đô la. Theo là phân tích của chuyên viên về hàng không của công ty Northwest là Lisa Yun, cô ta là người tàu, thì cô ta nói rằng trong những ngày tới giá vé còn hạ nữa mà cũng vẫn không có người đi. Cho nên đây là một trong những cái thí dụ điển hình của nền kinh tế tàu bây giờ đang suy sụp vì vấn đề virus tàu cộng. Trong khi đó thì có một nguồn tin nữa là quý vị biết mấy cái tên hề giả tiền ở đâu cũng thế. Trong cuộc họp báo, Tổng thống Donald Trump đã đề cử Phó Tổng thống Mike Pence làm chủ tịch cái cơ quan chống lại virus tàu cộng này với ngân khoản 2.500 triệu. Mà quốc hội của tên Thượng viện Schumer thì lại nói rằng phải cần đến 8.500 triệu. Thế thì Tổng thống Donald Trump dùng một câu hay lắm. Chính phủ đang dùng vận động mọi phương diện nếu cần để chống lại cái virus tàu cộng này. Chúng ta có an toàn cho dân chúng Mỹ. All options and means are open. Chúng ta không có từ một cái phương tiện nào để mà chống lại virus tàu cộng. Cần nhất là phải an toàn cho dân chúng Mỹ. Bởi vậy cho nên khi mà cái tin đó được loan ra thì cái tên hề rẻ tiền của Mỹ là thằng Jimmy Kimmel của đài ABC trong chương trình tối hôm qua nó đã chế giễu Donald Trump là chính phủ này bây giờ hết người tài rồi, đưa cho một ông phó tổng thống không biết gì về vi trùng mà lại làm giám đốc cái trung tâm vi trùng chống lại vi trùng của tàu cộng. Đấy là một cái sự ngây thơ và rẻ tiền. Giống như là cái chương trình View của đài ABC, quý vị nhớ chứ, do một tên da đen là Whoopi Goldberg, cô ta làm
trưởng ban cái chương trình View, và trong đó có một tên nó rất chống Donald Trump, đó là mụ Beha. Mụ Beha mụ là người Mẽ, Mỹ trắng nhưng mà người Mẽ. Và mụ nói một câu, năm 2018 mụ cứ chê ông Tổng thống Mike Pence là một con người bị tâm thần, chỉ biết nịnh Donald Trump, mà bây giờ lại giao cho một cái tên đó mà lại lãnh đạo cái khối gọi là cái khối chống lại vi trùng tàu cộng, thì theo lời mụ Behe nói rằng chỉ từ chết cho đến chết. Đó là một cái điều thất bại ê chề của Đảng Cộng Hòa, và cần phải có một tổng thống mới trong năm 2020. Bà ta chê rằng Đảng Cộng Hòa hết thời, phải có một ông tổng thống Đảng Dân Chủ. Thì quý vị nhìn thấy cơ đồ mấy anh chàng Dân Chủ rồi chứ gì. Chúng ta không cần phải tuyên truyền, quý vị cứ chỉ việc ngồi chờ đến ngày mùng 3 tháng 11 là biết Donald Trump sẽ là tổng thống 4 năm nữa, có vậy thôi. Là vì cho đến bây giờ chỉ còn có 5 tên nổi tiếng. Bernie Sanders là một tên già mổ tim, một tên già bây giờ bị mang tiếng là có bướu ở trong não. Rồi đến người thứ nhì là Joe Biden, cũng là một tên già và đã từng bị bệnh tật rất nhiều. Người thứ ba là tỷ phú Michael Bloomberg. Người thứ tư là mụ Elizabeth Warren. Người thứ năm là anh chàng đồng tính, cựu thị trưởng của South Bend, Pete Buttigieg. Thì tất cả năm người đó có tên ở ra hồn đâu, toàn những tên ăn tục nói phét. Bernie Sanders thì bây giờ coi như nổi nhất, Đảng Dân Chủ cũng sẽ lựa để cho nó ra tranh cử với lại Donald Trump, làm sao lại. Nó chỉ đưa ra cái chương trình gọi là cần 40.000 tỷ đô la trong 10 năm tới để giúp cho vấn đề người Mỹ không ai bị từ bỏ chương trình Medicare, các sinh viên đi học được tha hết tiền vay nợ 1.600 triệu. Nhưng mà hỏi lấy ở đâu thì tên này chưa biết trả lời. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu, và xin ơn trên phù hộ chúng ta.